Dạ, ôm cái này cho về, ôm cái đi. Cho ôm cái nè. Dạ em Phúc Kết Nối Yêu Thương cùng em Nghĩa xin gửi lời chúc khán giả thân thương trong ngoài nước lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại giờ là em đang có mặt ở gần nhà của chị Văn. Chị Văn là bà xã tương lai sắp cưới của chú U70 nha chị. Chào cả nhà. Đó, trước mặt em là chú U70. Bên cạnh cái chị mặc áo sọc là bà xã tương lai của chú U70. Bên cạnh ở đây là cũng là một chị gái mà đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, thì sẵn thuận tiện hôm nay là mấy anh em mời chị đi ăn cùng. Dạ, chào chú U70. Chào cả nhà. Dạ, cái buổi ăn tối hôm nay cũng thưa đến quý vị khán giả thân yêu là để đi xuống nhà chị Văn để thông báo ngày cưới, gửi đến quý cô chú anh chị. Sau đó là chú U70 và chị Văn có mời em và Nghĩa và một quý vị khán giả nữa đi ăn cùng. Nhưng mà cũng thưa với chú là gì, hôm nay là cái buổi ăn tối chị Văn và chú mời con với Nghĩa. Nhưng mà xin phép trước nha, để anh em con lo cái vụ này. Tại vì cái ngày vui của chú mà. Dạ. Khi nào mà chú có em bé đi rồi mời lại tụi con. Dạ. Có Nghĩa cười kìa, có Nghĩa cười. Dữ lắm rồi. Nôm dữ lắm rồi. Sáng ngày vui quá trời luôn. Rồi ăn đi chú, gấp đồ ăn cho bà xã tương lai đi. Ăn đi chị, ăn đi, ăn đi. Luôn tại quay mới quay, cái ăn đây là gan bò, gan bò chú, gan bò. Gà cái đó hả? Cái đó là dê hấp. Dê hấp. Rồi mình còn một cái dê gì, dê hấp với rồi cái dê gì quên rồi ta. Không, mà nay chị thiệt, nay chị định nếu mà tụi em lên sớm thì chị dắt ảnh đi mua đồ rồi, mua quần áo á. Mua quần áo cho ông xã luôn hả chị? Chị mua mà. Cái này thì tưởng mấy em lên sớm mà chị mua đồ cho ảnh rồi. Ăn đi anh. Mấy cái đồ này là anh mua 250 một cái không á. Chứ rẻ đâu. Bỏ uổng. Thôi. Cái này ngon lắm rồi chú. Để dạo nó tốt cho tốt đi. Tốt lên cho ngon lên. Vô chị. Quan tâm bà xã đi chứ thầy. Con đưa bữa ghé nha, con ra làm ghê lắm. Đó bà chị em nói là kẹt được cái con hiếu đi ra. Tôi biết cái câu này nè. Bà chị em nói con hiếu đi ra đấy. Quay em nói liền. Cổ nói quay đừng nói, để nó thoải mái tự nhiên đi mới hay. Đúng em rồi. Quay em nói cái người ta ngượng, người ta không nói được cái gì trơn. Tự nhiên. Vậy là trưa chị ghé mấy giờ? Chị tới đó mấy giờ? Tới như chỗ hả? Tới lúc trưa 10 giờ, 10 rưỡi gì, 1 giờ á. Vậy là chị lên mấy cái chương trình vậy? Bởi chị nói chuyện chắc lót mà ha. Lót gì có biết nói đâu. Trời ơi, bữa nói gung quá trời gung luôn. Làm gì rung, chú Nghĩa có làm gì chị đâu rung. Tại chị không quen. Hai cái rồi. Hôm bữa nào anh hung em đâu? Mới là ngày hung thôi. Mới ngày hung. Chưa hung lần nào hết trơn á. Không được cái định bữa nào cũng định định cũng không hoài ha. Có đâu à, hung mới xin phép đàng hoàng nha. Chứ không được rồi nha. Nắm tay thôi. Nắm tay mà cái tay ghê. Hung tay hả? Nè trời ơi Dân ơi, đừng bỏ anh nha. Hôm nay mấy bữa nay chứ nói gì nè, đừng có bỏ anh nha em, đừng có anh chết. Bắt mình á, chỉ sao chị gọi máy của ổng. Để chị kể nghe dù đó chưa. Mà ổng đang mở lâu à, bác kêu là đừng có cho anh Nghĩa nghe, đừng có mở lâu anh em, ổng mở sẵn giờ á. Đúng rồi. Trời ơi, dù đó mình không biết đâu. Thương chỗ đó. Mình là người thật mà, hát em. Ăn đi, ăn đi, để mũi nó dài. Ăn chị. Ăn đi chị. Cứ yên tâm lo làm ăn đi. Tại em nói là một rồi, lúc nào em cũng... Em nói anh sao thì em làm đi hết vậy.
không có gì thay đổi đâu mà anh sợ, cứ lo làm ăn, đừng có suy nghĩ gì hết trơn á. Em mà mỗi phụ nữ mình em là khác nhất, không ai giống em đâu. Anh cứ yên tâm gì đó, ai có chê là anh già, không xứng với em gì cũng không quan trọng. Yên tâm, nghe không? Đừng có suy nghĩ là đừng có mặc cảm mà nghe người ta nói vậy, em nản không có. Em nản là em nản từ đầu, không có lên chương trình đâu, không? Tối bữa nào cũng vậy, biết không, tội nghiệp lắm. Điện gọi chị, em ơi đừng bỏ anh, cứ vậy. Anh đi vậy. Chú, cứu anh đi chú. Rồi, rồi, rồi. Ở bánh này đi rồi, cầm cỏ mình cứu bố anh chị. Cái này dê luôn vậy thôi anh chị. Dê, dê nướng. Dê nướng luôn. Ồ, để em ăn, gấp anh ăn đi. Hình như dê nướng là thiếu nước chấm gì đó. À. Ủa, cho chấm chao chung luôn hay gì? Đúng rồi, dê chấm chao chứ không thiệt lắm. Đói bụng không? Nhớ nha, mãi mãi vậy nha, đừng có thay đổi không à. Anh cứ yên tâm, về cứ lo làm ăn bình thường, đừng có mà phân tâm một cái gì hết trơn. Ai nói gì nói, do anh thua do em. Cái dê này nó mềm. Cái dê này ăn được à, nó mềm. Cái dê này giòn. Đó, muốn bước lại chị. Đợt nay tới đó có bạn rồi, cái ăn quên em rồi. Đây trước mặt em là chị gái xinh xắn nha quý khán giả, nào mà để mà làm quen với chị cái liên lạc có điện thoại trên màn hình. Mà vô cái thả tim nhóc luôn rồi nha, bắt đầu em thấy chị là vô em đi. Thế bữa đó xuyên cái ngày xuyên cái ngày à bảy còn nếu mà để ngày hôm đó ba ngày cái ngày hôm đó mình lên là tới đây là 11 giờ nó ở kẹt xe. Vậy chị lên em đi, em lên đi làm tóc với em. Thứ bảy chị lên đúng không? Ờ, thứ bảy chị lên em đi. Ờ, trên nhà em ngủ, sáng mai chị đi với em luôn. Đi xe du lịch với em luôn, đi xe 4 chỗ với em luôn. Lên đi làm tóc luôn. Tại em làm tóc trên này. Thấy không, làm tóc này đẹp lắm. Làm trên này chứ không có làm dưới. Ví dụ là, ví dụ sáng thứ bảy chị đi là chị điện cho em. Cái này chị điện cho em ra với chị. Chị ở ngủ với em đêm, cái sáng mai à. Hôm mai có em chị làm tóc rồi, tao đi gì dưới luôn. Thấy không? Đừng đợi nữa. Đúng không? Nha. Cổ ở đâu? Cổ dưới quê này, quê nào quê này? Nãy chị nói chị quê nào? Ở Long Khánh. Long Khánh. Long Khánh lại trên Bình Long Khánh. Hôm nay hả? Hôm nay. Nghĩa là mai này có duyên lắm á, là chừng ngày mai là về đó. Không không được rồi, dưới đây no rồi. No không? No chưa? No chưa? Khỏe sao? Rồi no rồi. Anh no chưa? No rồi. Ăn đi có sức để hết rồi. 40 lít. Ăn mấy này đâu có cháy đâu em, phải về quá à. Uống sâm đồ, ăn sâm đồ ha. Sâm đâu có uống chả. Không không không. Mua về hả? À, mua về. Tôi còn nhỏ lắm, uống sữa à. Sữa uống sữa à, chứ tôi không uống sâm đâu. Trời, có sức uống không đó? Trời ơi, sữa mà làm gì không có sức. À, cái sức uống không đó. Thế đó, đừng có nói gì nha.
Thằng ấy nó đi xe, muốn xe cho taxi nó rẻ hơn xe kia. Đúng rồi. Taxi nó rẻ hơn. Em đi cái xe mà có chữ vàng đó. Bản số vàng đó. Đi tới đó rồi tao kia nó về, nó không chịu, nó chờ, nó chờ. Rồi nó kia nó trước. Tùy nó, nếu muốn nó chờ là chờ. Ừ. Còn nếu mà mày ở vòng vòng đây thì rắc để gọi điện, ví dụ vậy. Chào ông cái nó đi cho về, nói đi. Cho ông cái nè. Nó cái gì vậy? Cái nhà. Ai chị? Cái chị. Ổi, ổi nè chị. Muối. Cái này muối hộp. Không có năm gì đó. Muối hộp. Vậy mà không được. Để em nhai cho anh ăn nha. Em nhai cho anh ăn nha. Dám này, chưa dám ăn đó. Thì dở rồi nha. Ăn thiệt luôn. Chưa. Vậy nha. Tập. Chơi qua là tới nhanh lắm chị ơi. Nói thẳng đi dọc thẳng đường về nha. Cứ tối ngày vậy hoài đó. Sao giờ nữa, chợ trẻ mà ghen chứ sao à? Trời ơi. Sao vậy, chú nghe con ghen không vậy? Trời ơi, chúa ghen luôn. Con ghen thấy nè không? Chúa ghen luôn. Ghen dữ lắm. À, thấy đi tập thể dục á, nó trời ơi đi chi không biết á. Tại chiều nào em cũng đi tập thể dục á. Gãi rồi sao anh? À, dạ chú, khi mà chú cháu mình ngồi ăn đó, ở đó cũng ở quán thì cũng hơi ồn và chờ lúc đó cũng tối, thì nên là chú cháu mình về thì giờ là chú cháu mình quay trở lại sẵn thân tiện ngủ cà phê. Con cũng thưa với chú lại gì thì bây giờ là tối hôm nay chú cháu mình sẽ đi xuống dưới chị Văn một chuyến nữa ha chú Nghĩa ha. Thì chú Nghĩa có thể chia sẻ giùm cho con và gỡ đến là quý khán giả đó, chiều tối hôm nay là mình đi mua nữ trang, gồm có những cái nữ trang quà lưu niệm, có những nữ trang gì đó chú Nghĩa, để chuẩn bị ngày cưới của chú đó. Chú chia sẻ giùm con. Thì cái lễ mà mình thành hôn với cô dân thì mình cũng phải có một chút cái nữ trang để mà làm cái theo cái đúng cái thủ tục, cho nên là tôi cũng làm mua cho cổ là một cái đôi bông, một sợi dây chuyền và một cặp nhẫn, và như đó là đủ tượng trưng cho cái ngày lễ thành hôn với của cho gia đình với bên cô dân đó được là hài lòng. Đó thì tôi có ý kiến như nhiêu đó thôi. Theo con nghĩ mà ngày cưới á, thì nói chung là cái phong tục của ông bà ngày xưa giờ rồi chú. Cái ngày cưới thì không ít thì nhiều, không nhiều thì cũng phải ít, cũng phải làm gì làm cũng phải có một cái phần nữ trang. Cái cặp nhẫn cưới với cái đôi bông là cái điều đó thì anh em con ở đây cũng là lập gia đình rồi nên cũng hiểu, không thể nào thiếu được. Cái điều đó cũng là theo cái phong tục ông bà ta cái lễ cưới trước giờ đó chú. Nhưng mà mình mua cái đó thì mình cũng làm, trước tiên là mình là tượng trưng để mình làm cái ngày lễ cưới, và tiếp theo nữa là đó cũng là cái món quà mà lưu niệm ngày cưới của anh chị. Ủa, con xin lỗi chú, của chú và chị Văn, xin lỗi. Cô chú đi. Cô chú nữa. Bây giờ là chú làm sao cô? Chú là cậu mợ chú thím chứ. Cô chú mới đúng hả? Chú cô hả? Thường thường là với ông này mình chưa kêu cô chú đi ha. Cô chú. Thì con thưa chú lại gì? Cho cũng có phép con xin thưa lại chú một lần nữa là khi mà cái ngày mà khi mà chị Văn á, xem cái video mà chú chia sẻ đó, là chị Văn có lên hẹn anh em con để là hẹn chú lên để gặp, rồi sau đó là chị Văn cũng là ngỏ lời với chú là để là chú và chị Văn đến với nhau
Thì sau đó thì con và Nghĩa cũng nói là được hỗ trợ cho chú để là đôi ba bàn là về cũng như là cái lễ ra mắt đó. Cái khoản chi phí đó là anh em con hỗ trợ. Thì thực tế giờ là trước giờ đó, anh em con hứa những gì với chú thì sẽ thực hiện đúng vậy. Thì bàn cái số bàn đó thì số bàn tiệc đó tụi con cũng đặt rồi. Đó, thì sau khi mà chú gặp chị Văn đó thì chú cũng có bàn với chị Văn là cũng như là mua một số nữ trang để mà về làm lễ cưới ra mắt bên họ nhà gái. Thì sau đó chú cũng về chia sẻ với con. Thì cái chỗ đồng ý là chú cháu mình đó là không phải trong gia đình, chỉ biết nhau ở ngoài xã hội trong cái chỉ thị 16 mùa dịch. Nên thì từ khi dịch đến giờ thì chú cũng lớn tuổi rồi, chú làm ăn thua lỗ khó khăn, nên con cũng bàn với Nghĩa là nói thôi cái phần đó thì so với chú là con không phải là cái gì, nhưng mà so với chú là cũng là thời điểm này chú rất khó khăn. Nhưng mà cái chú về lớn tuổi rồi, cái ngày lễ cưới đó thì con mới nói với Nghĩa thôi bây giờ là sẽ hỗ trợ cho chú thêm cái phần nữ trang. Thì cái phần nữ trang đó chú Nghĩa có thể nhắc lại giùm con khoảng bao nhiêu tiền không ạ? Để con một tí nữa con sẽ bàn giao cho chú Nghĩa nha, sau khi ở nhà chị Văn luôn. Thì tôi có bàn với cô Dân. Thì anh em như Phúc với Nghĩa đã có một cái tấm lòng để mà hỗ trợ cho tôi là vấn đề nữ trang, để mà làm cái thủ tục cho đúng cái ngày xưa đó. Cho nên là tôi dự định là hai đứa cô Dân với tôi dự định làm một đôi bông với một sợi dây chuyền với một cặp nhẫn đó. Thì tính hết đó là tổng cộng nó hoàn toàn là 20 triệu. 20 triệu hả chú ha? Trả lợi thôi. Thì 20 triệu trở lại thì bây giờ về đi. Thì một tí nữa con với chú và Nghĩa xuống với chị Văn, thì con sẽ giao cái số tiền cho chú với chị Văn ở tại nhà chị Văn, số tiền 20 triệu. Rồi sau đó là chú cháu mình cùng với chị Văn đi ra sắm một số nữ trang để là làm cho chú làm kỷ niệm ngày cưới đó, cũng như là những gì mà chú chia sẻ với con. Sau khi mà cô chú anh chị mà xem chương trình để mà đến mà chúc phúc cho chú Nghĩa cái ngày vui đó, là cái tiệc cưới tổ chức tại văn phòng Kết Nối Yêu Thương, quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị thân yêu. Cô chú anh chị mà đến để chúc mừng cho chú Nghĩa vui lòng gọi trước cho em trước ngày chủ nhật tuần này nha quý vị. Cái tiệc cưới mình sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật là buổi trưa đúng không chú? Dạ. Buổi trưa thì cũng vậy hả Nghĩa, thông qua cái chương trình ngày hôm nay mình có thể mình sẽ làm tăng cái số lượng bàn lên, nhưng mà cũng là tại vì bây giờ cái lượng khách thì anh em mình muốn chốt lại đó, cũng xin ý kiến của quý khán giả gọi cho anh em mình để anh em mình cập nhật lại danh sách để mình đặt thiệt. Mình ví dụ mình muốn tăng số lượng bàn đó chú, thì mình sẽ thông báo bên cái chỗ mà người ta nấu tiệc, tại nấu tiệc là mình đặt đó. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay chú Nghĩa có đôi lời gửi đến quý vị khán giả để mời cô chú anh chị thông qua video, tại vì cô chú anh chị ở nơi phương xa trên cộng đồng thì mình cũng không có đến từng nhà được đó chú. Chú mời trên chương trình video ngày hôm nay giúp con. Hôm nay là tôi xin trân trọng là tất cả các anh chị em khán giả và các đồng mạng và anh em thì đến với cái buổi mà thành hôn của tôi và vợ chồng tôi. Cho nên đó là tôi mong quý vị khán giả thì đến để chung vui cái ngày mà thành hôn của tụi tôi. Thì cái ngày đó thì Phúc với Nghĩa cũng là hỗ trợ tận tình giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Thì đôi ba bàn, nhưng mà cái số lượng mà khách nó đông á thì phải thêm một phần nữa, cho nên rất là tội nghiệp cho Phúc và Nghĩa đó. Cho nên là gói ghém được bao nhiêu nó đỡ bao nhiêu, chứ mà mình làm cho nhiều ra thì cái chi phí đó thì nó rất là hơi lớn. Cho nên nó là mà mong rằng tất cả các cô bác hay là anh chị em thì cũng thông cảm cho Phúc và Nghĩa. Với tôi là chỉ có nhiêu đó thôi là đủ, là ấm cúng rồi đó. Ba bàn đó chứ, ba bàn ấm cúng rồi, giống có cần dạ. Mình cũng lớn tuổi rồi, nhưng nó như vậy là tất cả các khán giả và các anh em đó thì cũng rất là ủng hộ tinh thần để cho tôi cái hôn lễ được trọn vẹn. Dạ. Thì con cũng thưa với chú Nghĩa là như vậy. Lúc đầu là con và Nghĩa là hứa với chú là đôi ba bàn, thì con cũng thực hiện đúng như vậy.
Nhưng mà bây giờ cái lượng khán giả đó thì con nói chung là gọi cho anh em tụi con là cũng rất là nhiều. Nhưng mà về cái số bàn đó con sẽ chốt với chú cái video tiếp theo. Thông qua cái video ngày hôm nay con cũng hy vọng là cái ngày vui trọng đại của chú vào cái ngày 11 giờ trưa chủ nhật tuần này, là bữa nay là thứ ba đúng không? Là ngày 9 tháng 3 đó. Đó, là còn có mấy ngày nữa thôi quý vị khán giả thân yêu. Cô chú anh chị nào mà cùng em và Nghĩa để đến mà tham dự chúc phúc cái ngày đám cưới của chú Nghĩa, vui lòng thông qua video ngày hôm nay, vui lòng cô chú anh chị liên lạc cái số điện thoại trên màn hình để anh em chúng em cập nhật lại cái thông tin, và anh em chúng em sẽ chốt lại cái bàn tiệc để đặt ở bên đơn vị nấu ăn đó. Thì Nghĩa biết sao không, bây giờ á là mình với anh em mình hứa chú Nghĩa là ba bàn thì mình vẫn thực hiện như vậy. Nhưng có một cái là để mình thông qua một hai hôm nữa khi mình đăng video mà anh chị nào đi đó thì để đến để tham dự đi chúc vui thôi, chủ yếu là đến để chúc vui đó, thì cô chú anh chị gọi lực cái số điện thoại trên màn hình cho mình, sau đó mình tổng lại cái số mà quý vị khán giả đến lại cho đi tiệc đó, thì lúc đó mình sẽ có thể mình thay đổi cái số lượng bàn tăng lên, thì lúc đó mình sẽ thông báo với chú Nghĩa. Con chỉ hy vọng là thông qua video quý bà con khán giả yêu mến chú, cũng gửi lời chúc sức khỏe chú được trăm năm hạnh phúc, và nếu mà được vui hơn nữa, được quý cô chú anh chị đó đến dùng buổi tiệc. Ngoài ra mình dùng cái buổi tiệc để chúc phúc cho chú Nghĩa và chị Văn trăm năm được hạnh phúc, thì cái ngày hôm đó rất nhiều cô chú anh chị độc thân đó chú Nghĩa. Là ngoài đi cái việc mà tiệc cưới, ngoài ra là mình để đến đó đó Nghĩa, mình tìm hiểu thêm đó cũng là để làm gì, là cô chú anh chị có cái không gian để tìm hiểu, để mình bước thêm một bước mảnh ghép nữa. Đó là cũng vào cái ngày chủ nhật luôn đó chú Nghĩa. Cũng như là thông qua cái ngày tiệc của chú thì con cũng chia sẻ với quý bà con lại vậy. Khi đến dự tiệc chú là cái việc đầu tiên là chúc phúc cho chú nè. Rồi sau đó là cô chú anh chị cũng có cái thời gian để là mình tìm hiểu những cô chú anh chị mà đi tiệc đó, đa phần là độc thân. Đó thì đến đó thì vừa đi tiệc của chú chúc mừng cho chú, rồi vừa sau đó là mình được tìm hiểu thêm người bạn nữa, biết đâu qua cái đám cưới của chú cái ngày hôm đó mà cô chú anh chị lại được làm quen, mình có thêm một người bạn và có thêm một người bạn đời, có thêm có vợ có chồng. Đó thì hôm bữa chú cũng có bàn với con lại như vậy, chú có nói với con là tiệc của chú thì anh em sẽ đại diện chú mời bà con cũng như là hội độc thân đúng không chú? Đúng rồi đó, thì thông qua video ngày hôm nay mà bây giờ nếu mà để mà đi mời thì đâu có biết bà con ở nơi nào đâu mà mời. Có đúng lẽ rồi. Là chú cháu mình cũng mong là quý khán giả thông cảm cho yêu thương chú Nghĩa U70 và cái video này là mình mời luôn ha chú ha. Đúng rồi. Dạ rồi chú ơi, trước khi con kết thúc video chú có lời gì gửi lời là trước tiên đó là cảm ơn đến gia đình của chị Văn và cảm ơn tất cả cô chú anh chị những ngày vừa qua luôn đồng hành và quan tâm đến cái câu chuyện của chú đến ngày lễ thành hôn. Dạ con mời chú. Tôi cũng xin là cảm ơn tất cả các anh em và là cộng đồng mạng và khán giả và các anh chị em nào mà kết nối yêu thương thì đến dự buổi tiệc để mà ủng hộ tinh thần. Rồi thứ hai nữa là mình tìm hiểu là kết nối yêu thương là như thế nào, là anh em chị em nào đó thì như tôi thì đó là mình đó mình để mà mình tìm được cái mảnh ghép để là nó cái tuổi mà xế chiều đó, cho nên cùng vui vẻ đó. Thì hôm nay tôi xin cảm ơn, nếu mà cảm ơn cộng đồng mạng và cảm ơn khán giả và cảm ơn luôn kênh của Phúc, là từ đó từ mấy tháng nay để coi như là ủng hộ tinh thần của tôi và cô Dân, cho nên là vợ chồng tụi tôi xin chân thành cảm tạ là tất cả các quý vị khán giả và các quý vị cộng đồng mạng và luôn cả anh em mà muốn tìm là kết nối yêu thương. Dạ. Thì tôi cũng xin nói luôn là tôi sống tới nay là gần 70. Dạ. Nhưng mà tôi chưa có thấy mà một cái mà cái sự mà anh em và là cộng đồng mạng mà quan tâm. Và dạ. Tôi cũng được như ngày hôm nay là dạ. Cái tuổi tôi là coi như kỳ này là coi như là cái tuổi hết đời rồi. Dạ. Và hoặc là cái tuổi xế chiều, tôi luôn luôn giữ cái hạnh phúc này, tại vì một không ở cái thời đại này 102 là không bao giờ mà có người phụ nữ nào dạ. Như cô Dân dạ. Và
Tôi cũng xin cảm ơn trân trọng cha mẹ cô Dân và tất cả gia đình cô Dân đã thương và nghĩ, cho nên tôi sẽ cố gắng làm cho đoàn trọn nhiệm là trách nhiệm của một người chồng đó, để cho là nương tựa với nhau đó, sống lâu lâu dài cho nó hết tuổi đời đó. Tôi xin rất là trân trọng. Dạ, một lần nữa thì có lẽ là video đến đây, em Phúc, nhà lưu trú Tô Đức cùng em Nghĩa xin tạm khép lại. Cũng xin kính chúc quý khán giả xem video trong và ngoài nước lời chúc thân thương, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ thưa quý cô chú anh chị thân yêu, để mình tìm bánh ghép cho mình, cô chú anh chị vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, văn phòng kết nối yêu thương, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra anh em sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị thân thương như là những phần quà và như là tổ chức tiệc cưới cho cô chú anh chị nào mà tuổi cũng như là bước sang tuổi 70, thì anh em sẽ tổ chức đôi ba bàn để hỗ trợ cho cô chú anh chị cái ngày thành hôn ra mắt người thân của mình, cũng như là tiệc cưới của chú Nghĩa đây đây. Và cô chú anh chị xem video, cảm thấy video có ý nghĩa, bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Anh em cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Trong quá trình chia sẻ video, có những gì sơ sức, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment, góp ý anh em và hướng dẫn thêm. Anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị video clip tiếp theo. Xin kính chào.